Xin chào anh chị và cô chú đến với kênh Khám Phá Vùng Quê. Bên em có mặt tại ấp Sơn Quy B, xã Tân Trung của thị xã Gò Công. Thì bữa nay em sẽ chia sẻ đến anh chị mình cùng xem một con đường nông thôn của thị xã Gò Công nha. Hiện tại em đứng là quốc lộ 50 đó. Hướng bên tay phải thì về thành phố Hồ Chí Minh, tay trái thì vô trung tâm của thị xã Gò Công. Mình chạy vô con đường sen 1,5 tấn này, chia sẻ cho anh chị coi nha. Phía trước mình có một cái cống, cái cống ngăn nước đó. Khu vực này là cái vùng mà vùng ven của thị xã Gò Công. Bữa nay không khí cũng rất là đẹp, trời rất là đẹp ha. Ở đây có cá khỏi chê, có chiếc xuồng nữa kìa, cấm tụ tập. Một con sông nối dài, rất là dài. Ở trong đây yên tĩnh lắm. Đường thì rộng, hai bên thì rất là sạch sẽ. Những nơi trong đây như thế này là mới đáng sống nè. Không có ồn ào, tuy rằng nó gần đô thị nhưng mà nó rất là yên tĩnh ha. Cho mình quẹo qua đây. Trong đây nhà vườn người ta cũng rất là nhiều nè, nhà máy Thái. Đa số trong đây là người ta cất nhà để nghỉ dưỡng á anh chị. Nhà cũng bự bự không à. Vô đường cùng rồi anh chị ơi. Trong đây công nhận mát thiệt. Có nhà ở như thế này nè, còn gì bằng đó. Bên kia là mấy sông à. Nhà ở mới xong này nè, mát dễ lắm. Giờ mình sẽ chạy ra. Chạy ra mình đi quay con đường khác. Ở đây mát quá ha.
Này là mình chạy tới đường lớn rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi qua cái hẻm đối diện nha. Rồi mình chia sẻ cho anh chị mình coi tiếp. Giờ đi qua đường thôi. Đợi xe chắn chắn xíu chạy vào. Này đường xá cũng rất là đông, mình chạy qua từ từ thôi, cũng rất nguy hiểm. Nên đường quốc lộ mà xe chạy nhanh lắm, mình phải cẩn thận chút. Ấp Văn Hóa, Sơn Quy B, rồi mình sẽ chạy theo con đường này. Trong cái hẻm này nhà người ta ở nhiều lắm. Ở đây đa số người dân người ta đi làm công ty á anh chị. Ở sát thị xã nè, chạy cả 2-3 phút là tới công ty lớn à. Nên ở đây đa số là người ta đi làm công ty. Người lớn thì cũng có thể làm chăn nuôi, trồng trọt ở nhà có đất á. Trong này cũng rất là náo nhiệt. Đây là nhà Trung Hóa nè. Quán nước, đồ bãi giữ xe đồ cũng có trong đây rất là nhiều. Cái hướng này thì anh chị chạy thông ra đường tỉnh lộ 83 luôn nha. Đi nhiều ngã lắm. Đây còn đất trống cũng nhiều nè. Nhà vườn, bên đây có cả nhà vườn. Ở như thế này mát. Coi vậy đất như thế này chứ mắc lắm đó anh chị. Rớ vô là phỏng tay luôn á. Đất này thuộc thị xã Gò Công mà đường nhựa thông thoáng như thế này là mắc lắm. Phía sau có một cái con sông rất là đẹp ha. Có nhà mà view sông như thế này là khỏi chê. Ở ngoài trước khi đường xe hơi thông thoáng, phía sau mình có thể làm một cái nhà thủy tạ ở sát mấy sông, ngắm cảnh sông nước, câu cá rồi uống nước trà rồi ha.
cái điểm này thì cách thành phố Hồ Chí Minh chắc cỡ 55 cây rồi tới. Ở đây người ta cũng xây các nhà yến quá trời nè. Nhà yến cũng ít lắm anh chị. Xét mấy đường này xe cộ nó chạy nhiều á, nên yến nó cũng sợ. Có con biệt thự quá đẹp, bự quá bự nè. Đây khu vực này là bắt đầu là vùng đất trống rồi. Ruộng đào vùng này là cảm thấy nó buồn rồi đó. Ở trong này là hơi đuối đó anh chị. Nhà cửa rất là xa mới có một cái rồi. Rồi bắt đầu tới ngã ba phía trước, một hướng bên trái thì ra đường tỉnh lộ 83, hướng bên phải á thì vô đường nông thôn của xã Tân Trung. Thì bây giờ mình sẽ quẹo vô con đường nông thôn nha. Ở đây coi người dân sinh sống như thế nào. Trong đây người ta phân lô bán nền, anh chị thấy không? Cắm cọc rồi riêng từng nền hết rồi đó. Vô tới đây là đường cùng rồi, vô tới đường nhỏ rồi đó anh chị. Rồi thì tới đây em kết thúc cái video nha. Hẹn anh chị gặp lại những cái video tiếp theo.